Ken Watanabe, danh hài ngoại tình với 182 người, vẫn nói yêu vợ nhất, mất cả sự nghiệp cũng chả oan. Sau khi cắm sừng vợ lên giường với 182 người, từ diễn viên phim người lớn, ca sĩ đến vận động viên, nhân viên văn phòng, nam danh hài nổi tiếng người Nhật Ken Watanabe đã nếm trái đắng khi bị đuổi khỏi showbiz, phải kiếm sống ở chợ cá. Ken Watanabe sinh năm 1972, là diễn viên hài, người dẫn chương trình truyền hình tại Nhật Bản. Trong sự nghiệp của mình, Ken Watanabe từng được biết đến với những vở kịch đóng cùng người bạn là Kazuya Kojima. Ngoài ra, anh cũng từng xuất hiện trong một số bộ phim như Hataraki Man, Saiko no Jinsei, Funashi Tante. Thực tế, sự nghiệp của Ken Watanabe chẳng có gì nổi bật. Anh chỉ thực sự được biết đến khi kết hôn với đệ nhất mỹ nhân Nhật Bản là Nozomi Sasaki. Cuộc hôn nhân của họ từng khiến cả showbiz ngưỡng mộ khi họ dành cho nhau sự quan tâm vô cùng đặc biệt. Ai cũng nói rằng Ken quá may mắn khi cưới được một cô vợ hoàn mỹ như Nozomi Sasaki. Đã thế, Nozomi còn kém anh tới 16 tuổi. Có vợ trẻ xinh đẹp, tưởng đâu Ken sẽ trọn đời chung thủy bên vợ. Ai mà ngờ có ngày anh khiến cả Nhật Bản chấn động với thông tin đã qua lại với 182 người phụ nữ khác ngoài vợ mình. Anh ta cắm sừng Nozomi Sasaki từ khi hai người hẹn hò tới lúc kết hôn và ngay cả khi vợ mang thai. Hàng loạt thông tin liên quan đến vụ siêu ngoại tình này được bóc ra khiến khán giả phải nổi da gà. Cụ thể, vào tháng 6 năm 2020, tờ Weekly Wonsan Digital của Nhật Bản đưa tin Ken Watanabe ngoại tình sau lưng vợ, lén lút qua lại với nhiều cô gái. Sau đó, nhiều cơ quan truyền thông khác tiếp tục đào sâu hơn về đời tư của Ken Watanabe và thống kê ra anh này đã có mối quan hệ ngoài luồng với tổng cộng 182 người, bao gồm các diễn viên phim người lớn, ca sĩ, vận động viên, đến người ngoài ngành giải trí, nhân viên văn phòng, thậm chí cả sao nam. Có những mối quan hệ bắt đầu từ khi nam danh hài còn hẹn hò với Nozomi Sasaki. Sau khi kết hôn, anh ta vẫn chứng nào tật nấy. Theo đó, MC Kim, diễn viên hài, trải qua rất nhiều cuộc phiêu lưu tình ái trong những năm qua với những bạn tình có độ tuổi từ 20 đến 50 cùng nghề nghiệp rất đa dạng. Chồng của Nozomi Sasaki thường xuyên thân mật với 30 người, trong đó có 5 mỹ nhân nổi tiếng bị báo chí xứ sở hoa anh đào điểm mặt chỉ tên, bao gồm Eririka Katakiri, Takigawa Eri, Matsu Takako, Nao Shinguchi và Chisato Moritaka. Một nhân tình khác của Ken Watanabe đã được Weekly Wonsan Digital tiếp cận và phỏng vấn. Cô này thừa nhận có quan hệ bất chính với chồng Nozomi Sasaki trong một thời gian dài. Anh ta gặp gỡ với những người phụ nữ khác, ngay cả khi đang hẹn hò với Sasaki. Thậm chí sau khi kết hôn và có con, thói quen này vẫn không thay đổi. Tôi gặp anh ta 2 lần mỗi tuần và nhiều cô gái khác cũng vậy. Cô gái này cho biết họ thường gặp nhau ở Roppongi, quận Mitoku, Tokyo. Tuy có vẻ ngoài đứng đắn, nhưng Ken Watanabe lại có sở thích biến thái khi muốn quan hệ trong nhà vệ sinh công cộng. Mỗi lần gặp nhau, Ken Watanabe cho nhân tình 10.000 yên, hơn 2 triệu đồng. Vì thế, người này cho rằng nam MC chỉ xem những mối quan hệ ngoài luồng này như một cách để thỏa mãn nhu cầu, chứ không hề có ý định yêu đương nghiêm túc với bất cứ ai. Việc ngoại tình của Ken Watanabe được anh ta giải thích là do gặp bế tắc trong hôn nhân, mà theo truyền thông Nhật Bản đưa tin thì nguyên nhân chính là do Nozomi lười làm việc nhà. Theo đó, báo chí Nhật Bản cho biết dù là mỹ nhân vạn người mê, nhưng Nozomi lại là người khá lười, không chịu làm việc nhà. Chính điều này đã khiến cho chồng của cô cảm thấy chán nản, bất mãn. Tuy nhiên, hành vi vụng trộm của Ken Watanabe đã diễn ra ngay trước thời điểm hai người về chung một nhà. Sau đó, trong buổi họp báo xin lỗi người hâm mộ, nam nghệ sĩ sinh năm 1972 cho biết anh được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng tâm lý liên quan đến quan hệ tình dục và đã được điều trị dứt điểm. Khi được hỏi lý do ngoại tình dù có vợ là mỹ nhân đẹp nhất Nhật Bản và con thơ, Watanabe phân trần là vì không kềm chế được trước sự quyến rũ của những người phụ nữ khác. Ken Watanabe còn ngụy biện, quan hệ vợ chồng giữa tôi và Nozomi Sasaki tốt đẹp, vẫn còn cảm xúc nồng nàn dành cho nhau, nhưng đó lại là một chuyện khác. Đàn ông nào lại không như tôi, thấy người đẹp đều muốn gặp gỡ và làm quen. Nozomi hiện tại không có công việc nên tôi cần phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nuôi vợ con. Lời giải thích của người đàn ông phản bội này chẳng những không được công chúng chấp nhận mà còn khiến anh vấp phải làn sóng tẩy chay dữ dội hơn. Điều khiến cư dân mạng Nhật Bản bất bình hơn cả là bởi Nozomi Sasaki từng có sự nghiệp người mẫu, diễn viên rất thành công ở xứ sở mặt trời mọc. Người đẹp sinh năm 1988 quyết định ở nhà để chăm sóc cho con một cách toàn diện nhất nhưng lại bị chồng xem là ăn bám. Bị dư luận tẩy chay dữ dội, mất nhiều hợp đồng, dự án phim quan trọng, Ken Watanabe buộc phải lui về ở ẩn ở nhà trông con. Kinh tế gia đình trông cậy vào Nozomi Sasaki. Có thời điểm người đi đường còn bắt gặp Ken làm việc ở chợ cá. Về phía Nozomi, dù bị cắm tới 182 cái sừng, nhưng cô nàng vẫn quyết tâm gìn giữ gia đình, đi đóng phim để nuôi cả nhà, dù trước đó cô đã tuyên bố lui về chăm sóc con cái.
Tháng 2 vừa qua, Nozomi Sasaki còn bất ngờ chia sẻ trên Instagram của mình thông tin chồng cô sẽ quay trở lại showbiz sau gần 2 năm. Chồng tôi sẽ đi làm trở lại từ hôm nay. Tôi luôn ủng hộ anh ấy làm lại từ đầu và biết ơn nếu mọi người cùng gia đình chúng tôi tiến lên phía trước. Thời gian qua có rất nhiều bài báo suy đoán không dựa trên sự thật, nhưng tôi sẽ tiếp tục làm việc hết sức mình.